Xin chào anh em quý hàng của bạn, tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em quý hàng của bạn dồi dào sức khỏe và có nhiều thành công trong công việc cũng như là một cuộc sống một ngày tràn ngày năng lượng. Thì ngày hôm nay mình có một em đến từ Nhật Bản với thương hiệu là Fuso Canter, muốn mang đến cho anh em quý hàng của bạn thưởng thức trong video ngày hôm nay. Một chiếc xe tải đời rất là cao luôn, 2019, phiên bản thùng mua bạc rất là xịn sò như thế này, muốn mang đến cho anh em quý hàng của bạn thưởng thức. Đấy, thùng mở năm bẩn luôn anh em, thùng với bạn Mitsu, vô lăng có trợ lực, cần số thì nó nằm trên cái táp lô, xe đời rất là cao, xe đi được mới 55.000 km thôi, đi cũng tương đối ít anh em, rất là xịn sò luôn. Nói chung là một chiếc xe mình cảm thấy tương đối ổn định, cho anh em quý khách hàng có thể suy nghĩ đầu tư một em đời cao xịn sò như thế này, ghế bọc nỉ thôi nhưng mà rất là sang trọng, rất là đẹp, rất là sạch sẽ tuyệt vời. Nói chung là xe rất là ok luôn anh em, mọi thứ trên xe đều khá là tuyệt vời luôn. Nếu anh em thích cái mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp mình hoặc đến đây xem xe trải nghiệm mình lấy thử để cảm nhận em nó, những cái máy phù hợp thì có thể đưa em nó về phục vụ mục đích kinh doanh vận tải hoàn chỉnh hàng hóa của anh em, quý khách hàng của các bạn. Đó, nói chung là xe rất là đẹp, rất là chắc luôn anh em. Đời 2019 nhưng hàng sử dụng nó 244, tải trọng là 1,2 tấn, khối lượng đồng bộ là 4,9 tấn, vườn phố được thùng mua bạc dài 4m 350, sườn ngang là 1m 750 và chiều cao là 1m 780. Lớp thì bánh trước bánh sau đồng bộ với đường kính mâm là 16 inch, vỏ 7 inch, bánh rất là lớn. Xe còn đăng kiểm rất là dài tới 9/2022, mua vào chỉ việc chạy thôi anh em. Rồi, xe Fuso đến từ Nhật Bản rất là xịn sò như thế này, khung gầm nói chung là gần như xe mới nè, xe siêu lướt nè, xe lướt với mức giá dự kiến chào bán cho anh em quý hàng của các bạn là 525 triệu ra đi. Em Fuso Canter 2,1 tấn, thùng 4,3 như thế này, thùng 4,350, tải trọng 2,1 tấn, xe khá là xịn luôn, mọi thứ trên xe đều khá là tuyệt vời, thùng mỏng rất là đẹp, xe siêu lướt nè, chạy rất là sướng, chạy rất là khỏe luôn. Đó, nói chung là một chiếc xe rất là tuyệt vời, thùng mỏng quần rất là đẹp, sàn sắt thôi, nói chung thùng tiêu chuẩn thôi, lớp ngoài nóc, lớp trong ta đang kẽm, khung xương thì bằng sắt, trụ sắt thôi, là ngang là dọc nó cũng bằng sắt thôi, như thùng tiêu chuẩn thì nó chỉ được vậy thôi anh em, nhưng mà xe rất là chất lượng luôn, chạy rất là sướng, mọi thứ trên xe đều khá là ổn định. Nếu anh em thích cái mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp mình hoặc cái này xem xe trải nghiệm một lấy thử, nếu cảm thấy phù hợp thì có thể đem nó về phục vụ đất kinh doanh vận tải vận chuyển hàng hóa của anh em với hàng của các bạn. 525 triệu ra đi em Fuso Canter 2,1 tấn, thùng 4,3 m, đời 2019, khá là xịn sò như thế này, xe rất là đẹp luôn anh em, thùng bọng, vỏ lớp, xe siêu lướt 2019 mà chủ cũ đi rất là ít và cũng rất là giữ gìn, nội thất xe rất là đẹp, khung sexy, khung gầm, máy lạnh, nói chung là mọi thứ đều rất là tuyệt vời, khoảng 80% đến 90% gần như xe mới nè. Đấy anh em thấy không, khung sexy, nhà máy lạnh, cầu máy số, thùng bọng, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, xe thì động cơ của Mitsubishi, Mitsubishi với động cơ là máy dầu ga điện 2,9 lít, máy điện Mitsubishi là 2,9 lít, máy lớn 92 kW, trọng cho 3,2 kg, máy dầu 4 kỳ, 4 xi lanh 1000, máy rất là im, chạy rất là sướng mà rất là tiết kiệm nhiên liệu, máy này chạy cực kỳ đã luôn nè, máy lớn mà chạy rất là khỏe, rất là tiết kiệm nhiên liệu, chạy rất là sướng. Đó, Fuso Canter đời 2019, 2,1 tấn, thùng 4,3 m, 525 triệu ra đêm đó. Cảm ơn anh em quý hàng đã theo dõi cái video báo giá của mình, hẹn gặp lại anh em quý hàng của bạn trong những cái video báo giá cũng như là cập nhật liên tục tình hình giá cả xe cũ tiếp theo của mình. Cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại.